Mến chào quý vị khán giả đang đồng hành cùng kênh Tin Mới. Chúc quý vị và các bạn thật nhiều sức khỏe và có những giây phút trải nghiệm tuyệt vời trên kênh của chúng tôi. Ngày hôm nay đã diễn ra những sự kiện gì, tình hình an ninh thế giới có gì đặc biệt? Quý vị và các bạn hãy cùng cập nhật với chúng tôi qua phần điểm tin chính. Thời gian gần đây, nhiều vùng ruộng lớn ở miền Nam Trung Quốc đã bị tàn phá nặng nề bởi những cơn mưa đầu mùa hè cực đoan. Mưa to gây lũ lụt ở các thành phố và lở đất ở các vùng nông thôn. Lượng mưa ở một số khu vực thuộc miền Nam Trung Quốc đã đạt mức cao nhất trong vòng 60 năm, gây thiệt hại về người và của. Trên các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc, địa điểm xảy ra vụ việc là quận Cốc Giang, thành phố Thiều Quan, tỉnh Quảng Đông. Do ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn, khu vực này bị ngập lụt nghiêm trọng. Theo thông báo của Sở Cứu Hỏa Thiều Quan, sau khi đã chuyển những người dân bị lũ bao vây đến nơi an toàn, xe cứu hỏa của trạm bất ngờ gặp dòng lũ dữ, mực nước không ngừng dâng cao bủa vây chiếc xe. May mắn, tài xế đã nỗ lực lái xe thoát khỏi dòng nước lũ, không có ai bị thương. Tình hình mưa lũ nghiêm trọng cũng được ghi nhận tại tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Nước lũ từ thượng nguồn đổ về khiến người dân không kịp xoay sở. Theo Nam Quốc Kim Bảo cho biết, một ngôi làng ở huyện Thương Ngô đã hứng chịu trận lũ quét do lượng mưa lớn gây ra. Trận lũ đã phá hủy ít nhất một ngôi nhà trong chốc lát, đồng thời cuốn theo nhiều vật dụng cũng như những thành gỗ lớn. Tờ Jiangnan News Trung Quốc cho biết, kể từ tháng 6 năm nay, khu vực miền Nam Trung Quốc đã phải hứng chịu nhiều đợt mưa lớn, mưa nước sông ở nhiều tỉnh tăng vọt và gây ra lũ lụt nghiêm trọng. Huyện Tùng Khê, tỉnh Phúc Kiến đã hứng chịu trận lũ lụt lớn nhất trong lịch sử khi khu vực đô thị bị nhấn chìm và một tòa nhà bằng gỗ ở một ngôi làng ở Dung Thủy, Quảng Tây bị sập khiến 5 người gặp nạn. Địa phương này cũng ghi nhận nhiều vụ lở đất và sạt đường. Bộ Thủy lợi Trung Quốc cảnh báo một trận lũ lớn có thể xảy ra ở lưu vực sông Châu Giang. Theo mạng dự báo thời tiết Trung Quốc, lượng mưa hàng ngày ở huyện Tùng Khê, tỉnh Phúc Kiến vượt quá 225,6 mm, lập kỷ lục mới về lượng mưa hàng ngày đo được ở địa phương này. Theo báo cáo mới nhất từ CCTV vào sáng nay, mực nước của lưu vực sông Tùng Khê đã giảm xuống dưới mực nước bảo đảm. Theo cơ quan phòng cháy chữa cháy địa phương, nước lũ tại hiện trường cơ bản đã rút, công tác sơ tán và nạo vét đang được tiến hành. Tại Quảng Tây, theo báo cáo của cơ quan quản lý khẩn cấp, trận mưa lớn đã ảnh hưởng đến 2.349 triệu người tại 110 quận huyện của 14 thành phố trong toàn khu vực. 145.000 người được đưa tới nơi an toàn khẩn cấp và 307.000 người cần hỗ trợ sinh hoạt khẩn cấp, 10.600 ngôi nhà bị hư hại ở các mức độ khác nhau. Theo hãng tin Reuters, các video chia sẻ trên mạng xã hội Trung Quốc cho thấy tại ít nhất là hai quận ở tỉnh Quý Châu, phía tây nam Trung Quốc mưa lớn đã biến đường phố thành sông, ô tô và những căn nhà một tầng bị cuốn trôi. Lượng mưa ở một số khu vực được ghi nhận là kỷ lục trong vòng 60 năm qua. Theo thông báo của Văn phòng Thông tin Bộ Thủy lợi Trung Quốc, khả năng cao xảy ra thảm họa lũ quét, cảnh báo màu da cam ở các khu vực phía Tây Chiết Giang và Đông Bắc Giang Tây. Trong đó, khả năng cao xảy ra lũ quét báo động đỏ ở khu vực Đông Bắc Giang Tây. Các khu vực khác cũng có thể xảy ra lũ lụt do mưa lớn cục bộ trong thời gian ngắn. Văn phòng Phòng chống lũ lụt tỉnh Phúc Kiến cho biết lượng nước mưa đo được ở 987 thị xã, thị trấn ở 82 quận huyện trong tỉnh vượt quá 250 mm, trong đó có 409 thị xã, thị trấn ở 61 quận huyện vượt quá 400 mm và 30 thị xã, thị trấn ở 9 quận huyện vượt quá 600 mm. Lượng mưa ở 116 thị xã, thị trấn của 18 quận huyện trong tỉnh vượt 50 mm, trong đó 530 thị trấn của 6 huyện vượt 100 mm. Cơ quan khí tượng quốc gia Trung Quốc dự báo mưa lớn sẽ còn tiếp tục ở các tỉnh Quý Châu, Giang Tây, An Huy, Chiết Giang, Quảng Tây cho đến đầu tuần tới. Mưa ở miền Nam Trung Quốc sẽ bắt đầu giảm bớt. Theo cơ quan thời tiết các địa phương năm nay, những cơn mưa giông đầu hè có cường độ lớn hơn và kéo dài hơn bình thường. Lượng mưa ở Quảng Tây, Quảng Đông và Phúc Kiến được ghi nhận là cao nhất kể từ năm 1961. Vương Vệ Lộ, chuyên gia tại trang tin thời tiết weather.co.cn thuộc Cục Khí tượng Trung Quốc cho biết, không khí lạnh và ấm cùng hội tụ ở miền Nam Trung Quốc có hai khối không khí bị tắc ở đây, gây nhiễu loạn không khí và sinh mưa. Trong khi đó, Bộ Thủy lợi Trung Quốc nhận định tình hình lũ ở nước này vẫn rất nghiêm trọng, và tiếp tục cảnh báo sẽ có một đợt mưa lớn trên diện rộng xảy ra ở khu vực miền Nam trong những ngày tới, khiến hàng loạt con sông xảy ra lũ. Trong đó, lưu vực sông Châu Giang có thể xảy ra đại hồng thủy cục bộ.
lũ ở một số con sông thuộc lưu vực sông Dương Tử có thể vượt mức báo động. Được biết, từ đầu mùa lũ năm đến nay, Trung Quốc đã xảy ra nhiều đợt mưa lớn kéo dài, khiến các con sông lớn thường xuyên phải đưa ra thông báo lũ, tập trung chủ yếu ở lưu vực sông Châu Giang. Hiện Bộ Thủy lợi Trung Quốc vẫn đang duy trì phương án ứng phó khẩn cấp cấp độ 3 để phòng chống lũ lụt và hạn hán, đồng thời cử 5 tổ công tác đến tuyến đầu phòng chống lũ ở các tỉnh Giang Tây, Quảng Đông và Quảng Tây để hỗ trợ chỉ đạo công tác phòng chống lũ lụt và mưa lớn. Có thể thấy, đợt mưa kỷ lục trong vòng 60 năm ở Trung Quốc đã khiến nhiều vùng miền Nam Trung Quốc chìm trong lũ lụt, gây ra những tình huống nguy hiểm như ngập úng và sạt lở mái ta luy bên đường. Cuộc sống của hàng triệu người dân Trung Quốc cũng bị ảnh hưởng nặng nề, nhiều nhà cửa tài sản bị nước cuốn trôi phải đi sơ tán. Trung Quốc hiện đang phải chịu ảnh hưởng bởi sự hội tụ hiếm hoi của mưa lớn kỷ lục cùng với sóng nhiệt và lốc xoáy ở siêu đô thị phía Nam Quảng Châu, khiến cho nhiều người phải di tản, làm hư hại tài sản và đất canh tác. Ít nhất 7 tỉnh và khu vực ở miền Nam đã ban hành cảnh báo bão và lũ lụt nghiêm trọng giữa lúc lượng mưa và nhiệt độ đạt mức cao kỷ lục. Trung Quốc cho rằng biến đổi khí hậu làm gia tăng các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt. Vậy nguyên nhân do đâu gây mưa lũ bất thường ở Trung Quốc? Thưa quý vị, ở miền Nam Trung Quốc những tuần trước và sau lễ hội Thuyền Rồng, vào tháng 6 hàng năm thường xuất hiện mưa và thời tiết bất ổn do không khí nóng ẩm ở phía Nam va chạm với khối không khí lạnh ở phía Bắc. Mùa hè là thời điểm thường xảy ra lũ lụt ở Trung Quốc, nhưng trong những năm gần đây, ảnh hưởng của mưa lũ có xu hướng nặng hơn, có tác động suy thoái rừng, san lấp các vùng đất ngập nước và việc xây đập thủy điện, thủy lợi, biến đổi khí hậu cũng được cho là góp phần dẫn đến tình trạng này. Cảnh báo thiên tai được các tỉnh khác đưa ra trong tuần này đã thúc đẩy nỗ lực cứu trợ khẩn cấp. Khi đường phố chìm trong nước, đường cao tốc bị cô lập và đất nông nghiệp bị ngập úng. Trong khi đó, nhiệt độ ở miền Trung và miền Bắc Trung Quốc dự kiến sẽ đạt mức cao bất thường trong tuần tới lên đến hơn 40 độ C. Thời tiết nắng nóng bất thường đang bao trùm thủ phủ Trịnh Châu của tỉnh Hà Nam, nơi hứng chịu lượng mưa kỷ lục và bị tê liệt bởi lũ lụt kinh hoàng vào mùa hè năm ngoái. Tháng 7 năm 2021, lượng mưa lớn chưa từng có đổ bộ vào Trịnh Châu dẫn đến lũ lụt kỷ lục gây thiệt hại nặng nề về tính mạng và tài sản của người dân. Gần 15 triệu người bị ảnh hưởng, 398 người chết và mất tích. Ở Hà Nam, thiệt hại kinh tế trực tiếp lên tới 120 tỷ nhân dân tệ, tương đương 17,8 tỷ đô la Mỹ. Trong thời gian gần đây, nơi này càng dễ bị tổn thương hơn do nạn phá rừng, khai hoang các vùng đất ngập nước và tích trữ nước để phát điện và tưới tiêu. Nguyên nhân được cho là do biến đổi khí hậu làm gia tăng các hiện thời tiết khắc nghiệt khi lượng mưa và nhiệt độ đạt mức cao mới. Chính phủ Trung Quốc cho biết trong chiến lược thích ứng với biến đổi khí hậu quốc gia được công bố mới đây, biến đổi khí hậu đã mang lại những tác động tiêu cực nghiêm trọng đến hệ sinh thái tự nhiên của Trung Quốc, tiếp tục lan rộng và thâm nhập vào nền kinh tế và xã hội. Tài liệu cho hay, biến đổi khí hậu không chỉ tạo ra những thách thức lâu dài mà còn khiến Trung Quốc dễ bị tổn thương hơn trước các sự kiện đột ngột và cực đoan. Các bệnh truyền nhiễm do bệnh và thời tiết khắc nghiệt cũng là mối nguy hiểm ngày càng tăng đối với sức khỏe cộng đồng. Do đó, chính phủ Trung Quốc sẽ hiện đại hóa các hệ thống phòng không thiên tai liên quan đến khí hậu và giảm tính dễ bị tổn thương của nền kinh tế cũng như các hệ sinh thái tự nhiên. Trung Quốc cũng sẽ đạt mục tiêu xây dựng hệ thống đánh giá rủi ro và các tác động khí hậu trên toàn quốc vào năm 2035, đồng thời sẽ yêu cầu các dự án lớn đưa khí hậu vào đánh giá tác động môi trường. Tài liệu cho hay, Trung Quốc sẽ tăng cường giám sát tại các sông và hồ để tăng cường kiểm soát lũ lụt và cải thiện an ninh cấp nước. Trung Quốc cũng sẽ cải cách giá nước và áp đặt các mục tiêu tiêu thụ ràng buộc ở các vùng trọng điểm nhằm mục đích cắt giảm cường độ nước. Lượng nước được sử dụng trên một đơn vị tăng trưởng kinh tế 16% trong giai đoạn 2021-2025. Trung Quốc, quốc gia phát thải carbon lớn nhất thế giới, đã cam kết sẽ đưa lượng khí nhà kính lên mức đỉnh điểm trước năm 2030 và trung hòa carbon vào năm 2060. Hy vọng với cam kết thích ứng với biến đổi khí hậu, Trung Quốc sẽ giảm thiểu được những kiểu thời tiết cực đoan, bảo vệ được cuộc sống của người dân. Thưa quý vị, Trung Quốc đang phải đối mặt với 3 hiện tượng thời tiết khắc nghiệt xảy ra bất thường ở nhiều khu vực trên khắp đất nước, gây ảnh hưởng lớn đến đời sống của hàng trăm triệu dân. Những trận mưa kỷ lục đã trút xuống nhiều khu vực từ đầu tháng 6 đến nay đã làm hơn 20 người chết. Lượng mưa lớn đã gây ra lũ lụt lở đất, phá hủy đường xá và cơ sở hạ tầng. Trước những thiệt hại nặng nề, chính quyền Trung Quốc đang thúc đẩy nỗ lực cứu trợ khẩn cấp khi đường phố chìm trong nước, đường cao tốc bị cô lập và đất nông nghiệp bị ngập úng. Kính thưa quý vị, mưa bão được cho là tồi tệ nhất trong năm thập kỷ, đã làm ngập lụt các khu vực rộng lớn ở phía tây nam Trung Quốc.
cuốn trôi các cây cầu, gây ra một vụ lở đất chôn vùi hàng chục người và phá hủy đài tưởng niệm các nạn nhân của trận động đất ở tỉnh Tứ Xuyên và các công trình khác cùng một khu vực. Các phương tiện truyền thông nhà nước đưa tin hôm thứ Tư rằng mưa lớn đã bắt đầu từ cuối tuần trước, đã giết chết hơn 50 người trên khắp Trung Quốc và làm gián đoạn cuộc sống của 2 triệu người. Trận lũ lụt tồi tệ nhất ở các khu vực miền núi của Tứ Xuyên, nơi bao gồm một số cảnh quan ngoạn mục nhất của Trung Quốc, làm nổi bật những thách thức trong việc khuyến khích xây dựng ở những nơi dễ xảy ra mưa lớn và hoạt động địa chấn. Một số chuyên gia trích dẫn các trận động đất thường xuyên và xói mòn đất do nạn phá rừng đã lập luận chống lại sự phát triển liên tục của các thị trấn và thành phố dọc theo sông Min, Phu và Jian uốn lượn qua các hẻm núi dốc của khu vực. Thiệt hại nặng nề nhất dường như là ở thành phố Đô Giang Yên, nơi một sườn núi ngập trong mưa đã sụp đổ hôm thứ Tư, chôn vùi 11 ngôi nhà và khoảng 40 người. Tân Hoa Xã, hãng thông tấn nhà nước cho biết, các nhân viên cứu hộ và chó nghiệp vụ từ thành đô, thủ phủ của tỉnh đang đổ xô đến khu vực vừa mới hồi phục sau trận động đất. Trận động đất khiến 87.000 người chết và mất tích. Hôm thứ Ba, một cây cầu bắc qua sông Thông Khẩu đã bị sập, khiến 6 phương tiện rơi xuống nước. Các phương tiện truyền thông nhà nước đưa tin, ít nhất 12 người vẫn mất tích và được cho là đã chết. Lũ lụt đã nhấn chìm Quất Sơn, quận Lỵ của Bắc Xuyên, từng là thành phố, hơn 20.000 dân đã bị trận động đất phá hủy. Các phương tiện truyền thông nhà nước cho biết, nước hơn 7 mét đã làm ngập một viện bảo tàng tưởng niệm các nạn nhân động đất mới mở gần đây. Những người sống sót từ lâu đã được chuyển đến một trung tâm thị trấn mới, và các quan chức dành khoảng 10 dặm vuông làm đài tưởng niệm. Odiatan Morning Post, một tờ báo có trụ sở tại Thượng Hải, kêu gọi chính phủ bảo vệ tốt hơn khu tưởng niệm, nơi chứa hải cốt của hàng trăm người mà thi thể của họ không bao giờ được tìm thấy, từ đống đổ nát. Nếu chúng ta không thực hiện các biện pháp hiệu quả, bài xã luận nói, trong 10 hoặc 20 năm nữa, tàn tích có thể không còn nữa. Ở phía Bắc, tại tỉnh Sơn Tây, 12 công nhân đã thiệt mạng vào tối thứ Ba khi một trận mưa bão dữ dội gây ra sự sụp đổ của một xưởng khai thác than dở dang mà họ đang xây dựng, People Daily đưa tin, trích dẫn một tuyên bố từ chính quyền thành phố Tân Trung, nơi xảy ra vụ tai nạn. Vừa rồi là những thông tin mới nhất mà chúng tôi mới cập nhật. Quý vị và các bạn cũng đừng quên đăng ký kênh và ấn vào nút chuông để nhận những thông tin mới nhất về video của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.